Đã xong chọn hết hình luôn. Trời ơi, ta chết rồi, không có được 20GB luôn hả? Vậy là nặng lắm, nhiều hình quá mà. Thôi kệ, chọn luôn. Gửi luôn. Đâu, email của anh là gì? Chàng trai đa tình ấm mốc gmail.com hả? Còn mình là Mộc Nhi gì quên rồi. Mộc Nhi Korea ấm mốc gmail.com. Gửi. Xong rồi. Trời đất ơi, 20GB mà cũng nhanh quá trời. Bảo vậy tao nói quen trên mạng thì coi hình đi chứ gặp làm gì. Gặp Mộc Nhi làm gì rồi chết mơ chính mình Mộc Nhi. Đó, bây giờ coi hình của 2000 tấm đó, tình dung tình sướng có đủ hết luôn, coi đi. Rồi sẽ cảm thấy là ô, Mộc Nhi là một người sao mặt đẹp như vậy, sao mà có thể tồn tại được trong một cái xã hội. Mộc Nhi vẫn là một cô gái đẹp nhất hành tinh này. Ô, mình là người đẹp bút nhân chăng. Chắc chắn là anh sẽ tìm cách để hẹn hò mình thôi. Đi ngủ.